Gần 2 tháng qua, nước mặn xâm nhập sâu tại vùng trọng điểm cây giống, cây ăn quả của tỉnh Bến Tre là huyện Chợ Lách đang khiến cho người dân thiệt hại nặng nề. Người dân tìm mọi cách để trữ nước ngọt nhưng không ăn thua, nhiều vườn cây suy kiệt, chết dần. Gần 2 tháng qua, khu vườn trồng 5.000 cây sầu riêng con của ông Nguyễn Văn Nghi không có nước tưới nên đành để cây chết dần, chết mòn. Hiện tại khoảng 20% số lượng cây đã chết, số còn lại cũng bị cháy lá và có nguy cơ chết hết nếu không cung cấp đủ nước ngọt kịp thời. Không chỉ chết số lượng cây còn nhỏ, vườn sầu riêng 7 năm tuổi đang cho quả của ông Nghi cũng bị chết hơn chục cây do thiếu nước ngọt. Nó được 5.000 cây và bây giờ mà tưới nhầm nước mặn vô bây giờ nó là cũng như là nó chết 90% rồi. Còn bây giờ nếu như mà tới đây tới nước ngọt nữa thì bây giờ nó thì chắc chắn là nó cũng tiêu hết. Tình trạng cây đang cho quả chết khiến người nông dân thiệt hại nặng nề vì hầu hết cây đã hơn chục năm tuổi. Vườn chôm chôm hơn 30 năm tuổi này đang héo lá, chết khô nên chủ vườn phải đốn bỏ. Và giải pháp đốn bỏ hầu như là duy nhất vì cây đã suy kiệt, rất khó để phục hồi. Vườn cây của mình là cũng như là nó bị khô hạn, nhiễm mặn rồi á, giờ cây nó hư quá rồi, giờ không cứu được, giờ phải đốn. Nay mặc dù là sự nỗ lực của chính quyền với người dân thực hiện nhưng mà cái vấn đề ảnh hưởng và thiệt hại thì chắc chắn nó phải có. Ngoài cái vấn đề là người dân chủ động dùng những cái biện pháp kỹ thuật như là đẩy gốc hay cắt tỉa bỏ qua trái thì còn lại một số bị ảnh hưởng như là cây giống, hoa kiển và vườn cây trái một ít thì cũng bị thiệt hại. Hiện tại, nước mặn xâm nhập đã đe dọa trực tiếp đến 8.575 ha cây ăn quả và 1.300 ha cây giống hoa kiểng của huyện Chợ Lách. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con mua dụng cụ trữ nước ngọt tưới cho cây trồng hoa kiểng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật như tưới tiết kiệm, tủ gốc nhằm hạn chế thiệt hại.